thông thường thức ăn thừa sau mỗi bữa ăn thì chúng ta thường đem cất vào trong tủ lạnh, và chúng ta cứ nghĩ rằng đồ ăn thừa cất vào trong tủ lạnh thì thực phẩm sẽ thật sự an toàn. Nhưng đó là một sai lầm. Nhiều nghiên cứu cho thấy rằng nếu như chúng ta bảo quản và hâm lại đồ ăn không đúng cách, khi sử dụng sẽ gây hại cho sức khỏe. Bởi vì thực phẩm thừa có nhiều vi sinh vật, khi ta cho thức ăn thừa vào trong tủ lạnh thì vi sinh vật chỉ ngừng hoạt động chứ không biến mất. Khi ta hâm lại cũng không thể diệt hết các vi khuẩn này, hoặc độc tố không bị phá hủy bởi nhiệt sẽ gây ngộ độc. Khi tăng thức ăn thừa qua đêm vào cơ thể thì đường ruột sẽ phân loại thức ăn trong tích tắc. Đường ruột sẽ phân loại đâu là protein, đâu là vật chất cần thiết và đâu là độc tố. Nếu thức ăn có độc thì lượng enzyme tiêu hóa sẽ đẩy độc tố ra ngoài cơ thể. Nhưng không phải cơ thể bạn lúc nào cũng có đủ lượng enzyme để có thể đánh bại các loại độc tố. Bạn luôn duy trì lối sống lệch lạc, tiêu tốn enzyme và lượng enzyme không được tạo ra. Nên đến lúc cơ thể bị nhiễm độc tố, lượng enzyme không đủ để đánh bật lại độc tố đó thì cơ thể của bạn sẽ bị ngộ độc. Cho nên lý do vì sao cùng sử dụng một món ăn bị nhiễm khuẩn nhưng người lại bị nhiễm độc tố, người lại không. Hay là bạn vẫn duy trì cái thói quen ăn thức ăn cũ nhưng có lúc bạn có thể là bình thường nhưng có lúc bạn lại bị ngộ độc. Đây chính là câu trả lời, do lượng enzyme trong cơ thể của bạn thay đổi cho nên sức khỏe của bạn cũng sẽ bị thay đổi. Vì vậy tôi khuyên bạn không nên bảo quản và sử dụng thức ăn thừa qua đêm trong tủ lạnh để hạn chế tối đa việc tiêu tốn enzyme, giúp cơ thể có một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Hope Beauty, chăm sóc sức khỏe cộng đồng.